Vâng, Ngọc Quang xin được giới thiệu về cặp loa BMB của Nhật Bản. Vâng, cặp loa này sản xuất tại xứ sở Hoa Anh Đào. Vâng, một dòng loa nổi tiếng nhất của BMB. Vâng, cặp loa này thì cũng có chất âm số 1 luôn. Cặp loa này thì được rất nhiều bác khách và anh em chơi audio từ trước tới nay thì luôn đánh giá cặp loa này là một cặp loa hay nhất. Cặp loa này có thể phối ghép với cả rất nhiều dòng loa và ấn tượng nhất là ghép với cả những loa bầu Mỹ. Cặp loa này thì được sử dụng bát 20 và hai loa tép. Vâng, với tình trạng và độ zin, độ đẹp bên Ngọc Quang tuyển chọn, trước khi test thử Ngọc Quang lại mời các bác xem chi tiết của cặp loa. Đấy, còn bên trong thì em đảm bảo với các bác là zin 100%, chỉ có thay cái gân này thôi, thay chạch này thôi. Đấy, còn đảm bảo với các là zin chưa sửa chữa và cái độ đẹp, bảo lãnh cho các bác cái độ đẹp, độ chuẩn chỉ của cặp loa xuất sắc tuyển chọn. Riêng những sản phẩm bên Ngọc Quang tuyển chọn thì các bác biết rồi, đẹp hết lấc. Cặp loa này sẽ được về với Bắc Bình ở ngoài thủ đô Hà Nội. Vâng, Bắc Bình hôm vừa rồi đã mua những cặp loa như Phaito, một số dòng âm thanh audio, bác đã tin tưởng chuyển tiền hết cho Ngọc Quang và đã nhận hàng. Bác điện thoại lại và cảm ơn, hàng rất là ok và chuẩn. Hôm nay bác lại mua thêm cặp 252 này về để các bác phối ghép. Phải nói là đây là một trong cặp loa lý tưởng cho anh em chơi audio, vừa nghe vừa hát karaoke. Cặp loa này rất ấn tượng là nghe và hát thì nó là tuyệt vời. Vâng, sau đây Ngọc Quang lại test chất âm của cặp loa siêu tuyển này cho bác Bình và tất cả các bác cùng xem. Vâng, hôm nay thì em lại nhận thêm được hai cặp, nghĩa là hai bác khách, một bác cũng ở Bắc Ninh và một bác ở Thái Bình. Vâng, còn cặp này sẽ chuyển về cho bác Bình ở ngoài Hà Nội. Mời các bạn thử thức chất âm nhé. Vâng, các bác vừa nghe chất âm của cặp loa 252V của Nhật Bản. Nó thể hiện, phải nói là không phải diễn tả về cái chất âm nữa. Các bác đeo tai nghe, các bác thưởng thức, các bác kiểm âm, các bác cũng đã thấy rồi, chất lượng của nó tuyệt vời. Vâng, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo hai số máy trên tâm biển này. Bên em còn khoảng tầm 10 cặp nữa. Và số lượng rất là hiếm, lâu lắm rồi em mới về được hàng này. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.